nói cho người biết trong lĩnh vực này bản vương là tồn tại vô địch tuyệt đối chỉ cần động một ngón tay là đủ để lấy mạng người một phàm nhân một yêu vương bị trọng thương tốt hợp này cứu không nổi người đâu ta không cần người khác phải cứu ta huyền thiên đại trận phá sao có thể đang trong lĩnh vực của ta mà thiên hạ này làm gì có vô địch tuyệt đối cũng chỉ là sức mạnh to lớn mà thôi nhưng toàn bộ kiếm trận do thần khí tạo thành này của ta cũng đủ để đối kháng với ngươi rồi so với con khỉ kia sức mạnh này của ngươi còn đầy nhược điểm đương nhiên sao mà có thể so được với sư phụ của ta cầm mồm đi hắn mà nghe thấy rồi đánh chúng ta thì làm sao yêu pháp khô lâu hải số lượng nhiều thì có tác dụng gì chứ kiếm kỳ anh điệp phi vũ hai bên đều rất mạnh hầu tử chưa hồi phục sao dạ chưa thưa sư phụ chết tiệt để đảm bảo an toàn chắc phải chuẩn bị khởi động thôi nhỉ nhân vật chính không thể chết được thể na cha đã khởi động na cha của ngài 5 phút nữa sẽ lên trận còn 5 phút không lẽ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ tiến hóa sao sơ hở nhiều như thế nhân lúc này tặng người một phần đại lễ này dung viêm cự khô số lượng không bằng vậy ta lại càng không thể thua thân khí thiên mộc hoàng Chúa ơi, cổ thực không thua kém gì kim cô bổng, đều là thần khí mà, hoang lạc. Chết tiệt, chưa xong đâu, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta. Nếu để thực sự nói là lĩnh vực tuyệt đối, huyện thuật của ta có lẽ mới chính xác hơn, một giây ở đây tương đương với một ngày, áp lực tinh thần ngươi phải chịu gấp trăm lần bên ngoài. Mười giây sau, cái, chuyện gì vậy? Sao cảm giác như kẻ địch vừa mất đi ý chí chiến đấu vậy? Hình như là bí pháp huyết mạch trong lời đồn, nghe nói chỉ có những cá biệt đỉnh cao của gia tộc mới có năng lực biến thái này. Chính xác, đôi mắt kia của cô ta tuyệt đối chính là, chịu thua đi, trạng thái hiện giờ của ngươi không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Không hổ là kiếm ma nữ nhi, ta sớm đã dự liệu không thể làm đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới bản vương vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn ở nữ nhi quốc gia tay với ngươi hay không? Tất nhiên là vì trận pháp rồi, đồ ngu. hậu quốc đại trận, khởi Uy, uy áp đáng sợ quá, không nghi tới phải không? Nữ nhi quốc ngay từ đầu đã là mỗi như và mọi hành động của bọn chúng đều là để ngươi bị vây khốn ở đại trận này. Phải dùng sức mạnh của cả một quốc gia, thì ngay cả là hậu nhân của kiếm ma cũng không thể làm gì. Vậy thì ngươi xem thường ta quá rồi đấy, thần ngoại pháp tướng, thiên thủ kiếm hoàng. Đây là, pháp môn này ta cũng chưa từng thấy qua, bình tĩnh vậy sao sao chẳng lẽ đủ tự tin để đối kháng lại với pháp tướng của ta sao nói đua kiếm ma đại nhân ra át chủ bài thì tại hạ làm sao có thể vậy sao ngươi ung dung vậy ung dung sao tất nhiên là do đã chuẩn bị kỹ chứ sao kỳ thật bản vương vẫn luôn chờ người tung ra con át chủ bài này cái gì không lẽ he he hê, hey, thành công rồi của nhiên thành công rồi kha 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 không ngờ đúng không bản vương lại đã có thể tìm ra được điểm yếu con át chủ bài của ngươi đó chính là bản thể phát tướng sau khi được hình thành nếu bản thể nhận bất kỳ thương tổn nào thì cũng sẽ bị sụp đổ phản phệ có phát tướng cường đại như thế bảo vệ nhược điểm coi như cũng không phải sợ nhưng nếu công kích của bản vương là từ bên trong thì sao là là hai tên khốn trước đấy huyền nữ đem bon họ thu vào nhận chữ vật đó là một cái bẫy phát tướng phản phệ cộng thêm áp chế của đại trận bây giờ ngươi của thực thích sử dụng pháp khí đặc biệt biến người xấu thành đồ chơi để trừng phạt tình báo của ta thể nào đại tiểu thư ngay cả giết người cũng không dám mà đòi làm hậu nhân của huyết ma sao ha 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 mời thoảng cài đã không đỡ được nữa sao đau chứ hối hận chứ tộc nhân của ta năm đó khi gặp chàng người cũng cảm thấy như vậy đấy không kêu bạn ra giúp sao muốn chết rồi sao ta nhận thua, người ra tay đi. muốn để ta ra tay, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, ta phải từ từ giày vào giống như phụ thân ngươi năm đó đã làm. không, sẽ tàn nhẫn hơn. đừng làm ra dáng vẻ mặc kệ tất cả khốn kiếp đó, sợ hãi cho ta, sợ hãi, hay là phế hai cái chân trắng này của người trước để làm điểm tâm trước khi ăn. đánh này rồi, là ai? tên này đúng thật là đến chết cũng sẽ không cầu xin si một tiếng ngươi khí tức này ngươi là do tiểu tử vừa nãy biến thành đừng cử động linh tinh có được không ta vẫn không biết đứng trên cái vòng này lắm tiểu tử ngươi của nhiên không phải là người phàm nhưng vì sao trước đó ta không nhận ra được khí tức nào tên tiểu tử không rõ lai lịch đáng ghét cơ thể của ta bây giờ suy yếu quá phải dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của cảnh giới để tốc chiến tốc thắng một chiều đánh chết đi chết hết cho ta sau so cảnh giới sao vậy để ta cho ngươi biết Cảnh giới chân chính, đại đạo phát tương, ba đầu, sáu cánh. Ngươi, 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 ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi, nói chuyện đi, miệng hà đã lâu rồi mà Vương vẫn không nói một câu, đời trước mà Vương là một con lươn khổng lồ ăn thịt. Trong một đầm cá không biết tên, những con cá nhỏ khác trong ao thấy nó hoặc là chạy trốn hoặc là biến thành đồ ăn thì cho dù là bá chủ từ nơi khác đến ở trước mặt nó cũng không thể thoát khỏi số mệnh như vậy dần dần nó đã trở thành sự tồn tại mà các cá nhỏ khác không dám nghị luận lâu dần cuộc sống của chuối thức ăn khiến nó tin chắc bản thân chính là vương giả chân chính mạnh nhất của thế giới này đến tận một ngày một cơn bão siêu mạnh ập đến cả cái hồ đều bị cuốn bay lên tận mây mà man ngư đại vương cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy và các bá chủ đại dương chân chính. Lúc đó, nó cũng là há miệng như vậy nhìn rất lâu, đến tận khi bị làm thức ăn. Bây giờ, cho dù là đã cắt rất lâu, nhưng vẫn khiến ma vương lại lần nữa nhớ lại sự tiểu vọng và nhỏ bé đời trước, và sự nhục nhã tự cho là đúng. Đại lão, ta đầu hàng, cầu xin ngài hãy tha cho ta, đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa mặc cho ngài sai khiến. Đầu hàng, thẻ của lão tử đều bị lãng phí như vậy sao? Đánh còn chưa đánh mà người đã đòi đầu hàng sao? Con mẹ nó, bắt nói nhảm đi, đứng lên đánh với ta, không dám không dám, tại chỉ như là một con kiến hôi trước mặt đại lão mà thôi. Ngươi có đánh hay không, đánh hay không? Không đánh không đánh, chết cũng không đánh. Một bên khác, sức mạnh khó tin của Na Trá đỉnh phong cũng khiến Huyền nữ xuất thần rất lâu. Sức mạnh này, nàng chỉ từng cảm nhận được ở trên một người, đó chính là phụ thân của nàng. Bắt đầu từ lúc nhớ chuyện, Huyền nữ đã đi theo phụ thân đến các nơi khổ hàn để tu luyện nhưng nhân vật tầm vóc như vậy để lại cho nàng mãi mãi cũng chỉ có bóng lưng xa xa cho dù là ăn ngủ thì cũng không cho phép lại gần phụ thân nói với nàng cô độc là phẩm chất quan trọng nhất của cường giả cho dù đau khổ khó chịu đựng cho dù không thể hiểu nổi nhưng nàng vẫn luôn tin phụ thân của mình có một ngày đó là lần đầu tiên huyền nữ tiếp xúc thân mật với sinh mệnh khác một loại cảm xúc không biết tên sông và tim của nàng sau đó giây tiếp theo Làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn thu nuôi nó giống như đám người hạ đẳng kia sao? Trả lời ta, xin lỗi, phụ thân, nhớ rõ, cô độc và lạnh lùng mới là con đường tốt nhất để tiến đến vĩ đại. Không, đáng lẽ phải nói là duy nhất. Từ sau hôm đó, tiểu huyền nữ không dám lại gần, dây dưa với bất kỳ sinh linh nào nữa. Ngày qua ngày, năm qua năm, trên bằng nguyên mênh mông, bóng người nhỏ bé vẫn luôn cô đơn một mình. Lời của phụ thân của thực không bao giờ sai, nàng của nhiên là đã nhanh chóng mạnh lên. Chỉ là dường như đã mất đi cái gì đó trong vô thức. Mà bây giờ, nhìn người nam nhân không bình thường trước mắt, mau đứng dậy đánh nhau với ta, không đánh không đánh, ta không đánh, rõ ràng là tính cách hạ đẳng trong lời phụ thân, lại có sức mạnh hoàn toàn không thua kém gì phụ thân. Lần đầu tiên trong đời, huyền nữ này sinh nghi ngờ với người phụ thân vĩ đại của nàng, cho nên đã hạ một quyết định trọng đại ngay lúc đó. Trong người lãng phí thẻ của ta này. Trong người lãng phí thẻ của ta này. Ờ, xin hỏi, ngươi có thể thu nhận ta làm đồ đệ không? Hạ, cái gì? Thế giới quan của cửu thiên huyền nữ đã xảy ra thay đổi lớn. Giá trị tiềm lực tăng đến 35%. Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được thẻ đỉnh phong. Diêm vương. Ta, đã làm cái gì? Vương đồ địa phủ. Trong công thành. Chúa ơi, thiếu gia ngài lại chỉ cần dùng uy áp đã làm nứt Long Châu rồi. Thật đáng kinh ngạc đây là vật liệu tự nhiên cứng nhất trong thế giới ngầm pháp lực này của ngài cho dù ở trên thiên cung cũng có thể xếp vào trong 100 võ bảng rồi sao có thể thứ rác rưởi bé tẹo như tôi sao có thể đọ lại với các đại nhân vật trên thiên cung được nhưng cũng coi như không bị phạt nữa rồi he he người đang cười cái gì vậy vui làm sao phụ thân không không phải đâu đưa đây đây là thứ vốn liếng mà người dám dương dương tự đắc sao thế thôi sao bây giờ còn cảm thấy mình giỏi lắm nữa không bản vương đang hỏi người đấy để ta nhắc lại cho người nghe thứ thiên phủ rác rưởi như người, có nỗ lực hết cờ cũng chỉ là tam lưu không nỗ lực đến cửu lưu còn chẳng tới mười ngày giam cầm mộ tĩnh lại đi thứ cặn bã vô dụng dạ thưa phụ thân danh địa đóng quân tạm thời trong núi thật là phá quy định cái gì chứ đái thôi cũng phải cách danh trai ba trương. nói ít thôi long kỵ quân chúng ta sở dĩ thiên hạ vô địch không phải là bởi vì quân kỷ nghiêm minh sao hờ âm thanh gì đây vại chúa cái 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 gì đây hư có gì phải kinh ngạc vậy chứ chắc là do một tà giáo nhàn rỗi nào đó làm ra cái chuyện này vô vị mấy mấy người là cái thứ quái quỷ gì vậy mười ngày sau sau khi giải cứu quốc vương và dân chúng của nữ nhi quốc hách nhàn liền phải chạy trốn suốt đêm cả thành báo đáp một mình hách nhàn làm không nổi chết tiệt sao vẫn chưa tới vậy trên đường đi không hiểu vì lý do gì tiểu hầu vương không những không thể hồi phục mà còn chìm vào giấc ngủ sâu nói cách khác trong những ngày hành trình này chỉ có hai người là hách nhàn và cửu thiên huyền nữ huyền nữ đồ nhi tốt ngoại trừ tập võ còn có sở trường đặc biệt gì không không có con chỉ biết luyện võ thôi vậy con có chuyện gì vui trong quá khứ không thứ lỗi con mỗi ngày chỉ có luyện võ vậy hãy kể về những thứ con có hứng thú một chút đi xem nào chúng ta có thể nói chuyện ờ luyện võ hầu tử có ngươi mau tỉnh lại đi ngại chết tám mất thôi tiêu tử này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu chứ nhỉ nhưng khí tức thì hoàn toàn bình thường chỉ là bất tỉnh thôi sao mà càng quái dị chính là từ lúc dùng thẻ hai lần, trong thân thể Hách Nhàn đột nhiên bắt đầu xuất hiện một nguồn sức mạnh mông lung. Lực lượng này của thực giống như trí thần, không, còn quen thuộc hơn, giống như thuộc về chính bản thân hắn. Tít, đã tới phạm vi mục tiêu, cuối cùng cũng tới rồi. Hả, sao Diêm Vương lại ở trong quân trướng của phàm nhân?